Hôm nay mình xin gửi đến một cái bệnh lý về cái khớp gối. Trong cái bệnh lý này, ở trong cái clip này mình sẽ gửi đến cho mọi người một cái tình trạng của cô này. Cô bị cái thoái hóa khớp gối, hai cái đầu gối, hai bên gối thì nó khác nhau. Mình tìm hiểu nha. Tình trạng của khớp gối bên phải á thì lại để sát không được, còn cái tình trạng gối ở bên trái á thì lại co vào không sát được. Hai khớp gối á nó có hai cái chiều khác nhau. Xa xa chúng ta thấy là có những cái biểu hiện của giãn tĩnh mạch nè. Đó, cái khớp gối bên đây của cô là cô phải thở. Này mình điều trị được mấy lần rồi cô? Lần này mới 3 lần. 3 lần hả? 3 lần cái khớp gối, mà hai cái khớp gối này tình trạng của mình là bị bao lâu rồi? Cũng mấy tháng rồi. Vậy đó hả? Mấy tháng. Nhưng mà cái triệu chứng của nó là cô sao cô nói với cô? Triệu chứng là lúc đầu đi thì nó đau. Đi đau. Đi đau rồi lâu lâu cái nó bị cái chân nó cong lại. Chân cong. Chân cong mà không biết là sao cong ha. Không biết lý do làm sao rồi đi vô đây châm cứu với lại cái chỉ thấy nó giảm nhiều rồi. Dạ dạ dạ. Mình làm được 3 lần. Thì qua 3 lần điều trị thì cô đã thấy giảm. Hai khớp gối á thì bị thoái hóa rất là nặng. Mình làm phương pháp châm cứu, cái chỉ và dùng thuốc. Thật ra bệnh lý này chúng ta điều trị không chính xác á sẽ dễ dẫn đến tình trạng là chân dịch hay là đổi hướng đi rất là xấu. Thường thường rất rất cảm nhận được của những cô lớn tuổi á mà có cái tướng đi cong cong, đó là ảnh hưởng của khớp gối mà điều trị không có tích cực, cho nên là dễ dẫn đến tình trạng như thế này. Thì hôm nay thì mình cũng gửi đến những cái phương pháp điều trị. Ở bệnh lý này ta dùng kim hoàng khiêu, nó có độ dài tương đối để chúng ta mở khớp nha. Nguyệt thứ nhất á, chúng ta dùng nguyệt lương khâu. Thì nguyệt lương khâu là nguyệt qua số 34 kinh vị. Tác dụng của nguyệt lương khâu là điều thông vị khí, khu phong quá thấp. Do nằm gần sát xương bánh chè nên tác dụng trị đau khớp gối nè, đồng thời giải tỏa áp lực của dây thần kinh. Nhờ đó mà các cơn đau thuyên giảm dần theo thời gian điều trị. Nguyệt mình đang châm là nguyệt dương lăng tuyền, nguyệt 34 kinh đỡm. Thì tác dụng là thư giãn gân mạch nè, thanh thấp nhiệt, khu phong tà. Nó điều trị là đau nhức cơ bắp nè, co cứng cơ, yếu cơ nè, tê bì chân tay nè, liệt toàn thân, khó vận động, chuột rút, đau vùng mạn sườn, sốt, đắng miệng, đầy bụng và khó tiêu. Thì cái nguyệt dương lăng tuyền nó cũng hỗ trợ cho cái khớp gối này rất là tốt. Và nguyệt mình đang châm là nguyệt tất dương quang, nguyệt 33 của kinh đỡm. Tác dụng là gối sưng đau nè, không co duỗi được nè, viêm khớp gối, cước khí nè, chủ dây gân cơ co rút. Nên việc này rất là hay. Thường thì không thấy các thầy dùng khớp gối đâu mà mình áp dụng rất là hiệu quả nè, các thầy nghiên cứu nguyệt tất dương quang này nha. Rồi tiếp tục là mình châm nguyệt huyết hải, nguyệt số 10 của kinh tỳ. Thì nguyệt huyết hải có tác dụng như một vị thuốc xuyên khung, có vai trò là giúp tăng cường lưu thông máu trong cơ thể nè. Tác dụng chính gồm là thanh huyết, điều huyết, giúp giảm đau thần kinh đùi, giảm đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, điều trị rối loạn kinh nguyệt rất là hay. Ở chân bên đây á, thì mình vẫn sử dụng thêm nguyệt dương lăng tuyền cũng như chân bên kia thôi nha các bạn. Nguyệt mình đang châm á, là nguyệt tất nhãn đó. Thì nguyệt tất nhãn có vai trò là chi phối trực tiếp đến dây thần kinh vận động cơ tại đầu gối đó. Thì cái nguyệt tất nhãn nó chủ trị các bệnh như đau nhức xương khớp ở đầu gối nè, cước khí nè, sưng đau bắp chân nè. Đặc biệt là chúng ta nên nghiên cứu cái nguyệt tất nhãn này á, nó sẽ hỗ trợ điều trị cái đau gót rất là hay đó, đau thốn gót á. Nguyệt mình vừa châm cũng là nguyệt độc tỵ, số nguyệt 35 của kinh vị đó. Thì công dụng là sơ phong, hoạt lạc, khu lợi, quan tiết và chỉ thống.
Việc có tác dụng trực tiếp đến khớp gối. Vì vậy nó chuyện chuyên được dùng để trị như là đau khớp gối nè, thoái hóa khớp gối đó, rất là hay. Việc độc tỵ trong bệnh lý này mình có dùng thêm huyệt âm lăng tiền. Huyệt âm lăng tiền là huyệt số 9 của kinh tỳ. Thì tác dụng của huyệt âm lăng tiền là nó giảm đau nhức khớp gối nè, giảm sưng nè, tê bì chân tay hay nè, nó tăng độ dẻo da cho xương khớp, giúp trị được cái chán ăn nè, lạnh bụng, đầy hơi và khó tiêu. Khi qua một quá trình chúng ta chăm xong hết rồi đó, thì chúng ta bắt đầu dùng máy để chúng ta móc vào mấy cái đầu kim, mấy cái thân kim để chúng ta chạy điện, tặng kích thích thêm. Thay vì ngày xưa các thầy á, là phải gia kim bằng tay á, bây giờ thì mình sử dụng máy để cho nó nhẹ nhàng hơn, mình không có gây đau đớn nhiều cho bệnh nhân. Thì mình cứ sử dụng máy, mình móc mấy cái đầu kim vào hết rồi, thì chúng ta chỉ có việc là bắt máy lên rồi cho kích thích theo cái cường độ mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ như là mình muốn cần những cái cường độ như thế nào á, thì mình tự điều chỉnh. Trước tiên á, khi người bệnh đến á, chúng ta chăm kim ngắn thôi, tập làm quen dần dần, rồi sau đó chúng ta hãy dùng tới kim dài để khai thông nó hiệu quả hơn kim ngắn tí. Nhưng mà đầu tiên là nếu chúng ta mà chăm kim dài trước tiên á, người bệnh sẽ cảm thấy rất là khó chịu do người ta không quen. Thì mình tập dần dần sẽ có kết quả tốt hơn. Trong cách điều trị những cái bệnh lý mãn tính như thế này á, chúng ta không nên quá gấp, chúng ta không dùng những phương pháp bẻ nắng quá mạnh. Tại vì những cái khớp gối họ bị thoái hóa rất là nặng rồi, thì chúng ta điều chỉnh từ từ, từ bổ từ từ, rồi mình tập những cái bài tập cho nhẹ nhàng, bệnh nhân cảm thấy dễ chịu là tốt rồi. Chứ chúng ta dùng quá sức hoặc là dùng quá nhiệt tình thì bệnh nhân sẽ gây ra khó chịu rất là nhiều, có thể có những cái mà người ta sẽ không vừa bụng. Thì qua quá trình mình đã chăm những huyệt ở trên đầu gối xong, thì cũng là lúc là mình chúng ta chuẩn bị điều chỉnh máy. Các bạn nên nhớ là điều chỉnh ở mức bổ thôi, tại vì thường thường bệnh này nó lâu năm cho nên mình cần bổ. Mình mặc dù mình chăm kim dài thì cái đó là cũng tả rồi, nhưng mà con cái là mình chăm để cho nó xuyên thấu qua bên kia thôi. Nhưng mà cái máy mình móc á, khi cái máy mình điều chỉnh á, mình điều chỉnh ở cái mức chớp nhẹ thôi ha, bổ được rồi, nghĩa là lên vừa đủ cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Thì cái cô này qua 3 lần điều trị thì cũng có cái phản ánh rất là tích cực, nghĩa là cô nó rất nhẹ nhàng, đi đứng thì có lẽ đỡ hơn nhiều, không còn khó khăn như trước nữa. Đôi chân thì cái vấn đề mà co duỗi á thì đã giảm được rất là nhiều rồi. Thì chúng ta cứ duy trì thôi, duy trì thêm cái phương pháp này. Chúng ta vừa chăm cứu xong, xoa bóp, nếu cần thiết thì mình có những bệnh nhân ở xa quá đó, thì mình dùng luôn cái phương pháp cái chỉ luôn. Mặc dù nó hơi rất là khó, trong một lúc mình làm 3 phương pháp, nhưng mà tại vì họ xa quá, cô này thì ở tận Sóc Trăng lận, cho nên lên tới mình thì rất là xa xôi. Mà một tuần đến 10 ngày thì mình lên một lần thôi, cho nên mình mới dùng phương pháp này. Chứ nếu mà ngày nào cũng đi, mình chỉ dùng một phương pháp mình giải quyết là được rồi. Sẵn dịp mình giới thiệu thêm, đây là vị tổ sư bên ngành thuốc. Chúng ta nhìn gương mặt rất là phúc hậu ha, người đã truyền lại cho đời con cháu rất là nhiều những cái tinh hoa. Thì sau 30 phút mình lưu kim á, thì mình tắt máy, sau đó mình gỡ hết những cái loại kim khi mình chăm ra đi, rồi mình sẽ dùng phương pháp tiếp theo. Thì cũng khuyên với bà con, các bà, các thầy á, kim lúc này chúng ta không có mắc, cho nên khi làm xong nữa chúng ta nên bỏ đi. Tại thật ra kim mà để lại sử dụng á, thứ nhất á, là không có an toàn, thứ hai nữa là khi kim đã chăm nhiều lần sẽ bị dễ bị lục, giờ chăm cho bệnh nhân rất là đau đớn.
cho nên ở tôi là tôi dùng một lần xong rồi là mình hủy đi. Khi chúng ta chăm xong á, chúng ta để bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 5 phút hoặc là 10 phút gì đó, sau đó chúng ta hãy dùng tiếp tục cái phương pháp để mà so ấn nguyệt, có nghĩa là mình so ra cho dễ chịu cái khớp gối của các cô này. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình chỉnh sửa lại, mình ép lại cái khớp gối để cho nó theo cái chiều. Thì thường thường á, những bệnh nhân này họ đau lắm. Chúng ta khi ngày đầu tiên chúng ta tới mà chúng ta dùng phương pháp nắng mạnh quá đó, họ dễ khó chịu lắm. Nhưng mà khi mình đến một hai lần đó, một lần mình chăm cứu á, khi giãn xong á, bắt đầu mình áp dụng cái xoa bóp thêm. Mình làm từ nhẹ nhàng cho tới nặng một tí, chứ đừng có nhảy vô mình làm nặng rồi mình làm nhẹ lại là không có tốt. Nghĩa là chúng ta đi từ bổ tới tả, sau đó là chúng ta bổ lại, người bệnh sẽ dễ chịu lắm. Phương pháp này thì mình làm thì có lẽ nó hơi cực hơn, nhưng mà thật ra với bệnh nhân thì thôi, chúng ta cũng phải cố gắng, chúng ta xử lý cho nó tốt đó. Hôm nay là chúng ta nhìn thử xem hai khớp gối của cô đó, khi mà dai ấn đó, mạnh tay chút xíu là cô cảm thấy là dễ chịu rồi, không còn đau đớn nữa. Chứ ngày đầu tiên mà cô lên đến là cái khớp gối nó ép chứ không được nè, nó bây giờ ép ra được. Còn cái khớp gối bên đây ấy, thì cái chân bên đây ấy, thì khi mà mình ép xuống á, mình dùng tay mình ép cái đầu gối xuống, ngày đầu là ép không được, không yêu cầu mới vô đụng vô thôi là cô đã không chịu rồi, rất là khó chịu. Nhưng mà qua mấy lần làm thì bây giờ tương đối đã ổn, nghĩa là co duỗi thì rất là tốt rồi. Mình cũng cầu mong là mình làm, cố gắng làm, đem lại cái đôi chân tốt cho tất cả mọi người. Chứ thật ra nhiều khi mà nhìn thấy những cái cô mà khớp gối nó quá nặng, đi chân dịch vậy đó, chúng ta có cải thiện cũng rất là khó. Tại vì khi đó nó đã thoái hóa rất là nặng nề rồi, chúng ta kéo lại không nổi đâu. Cho nên là khi tôi cũng phiên á, bà con cô bác, khi mà khớp gối có đau á, chúng ta nên điều trị một cách tích cực, điều trị cho đúng nơi đúng chỗ, đặng chúng ta thoát qua cái cảnh. Chứ thật ra khớp gối không phải là cái bệnh lý rất là dễ chữa đâu. Tại nơi khớp gối là cái nơi để mà chịu đựng nhất. Chúng ta điều trị mà chúng ta không nghỉ ngơi thì nó cũng rất là khó hết nữa. Cho nên tôi khuyên là khi đau chúng ta nên đi điều trị tốt nhanh nhất có thể để phục hồi tốt. Chứ nếu mà để lại dây chấn hơi nặng rồi đó, thì chúng ta có kéo lại cũng cả là một vấn đề. Về phần áp dụng cái phương pháp mà cái chỉ á, thì chúng ta có thể thay đổi một số nguyệt. Ví dụ như chúng ta có thể kết hợp thêm những nguyệt như là túc tâm lý. Thêm một nguyệt túc tâm lý là cho nó mạnh chân lên cũng rất là tốt. Mình cũng giới thiệu thêm là cái ví dụ như nguyệt túc tâm lý á, thì nguyệt túc tâm lý là nguyệt số 36 của kinh vị. Thì thường thường cái nguyệt túc tâm lý á, ông có những sách xưa ta gọi đó là nguyệt trường sinh, có nghĩa là nguyệt đó là nguyệt một trong những số nguyệt là giúp cho cơ thể chúng ta trẻ mãi không già, trường sinh bất tử. Nhưng mà thật ra nói tới bất tử thì hơi quá, nhưng mà thật ra cái nguyệt trường sinh này mình nên sử dụng thường xuyên thì sẽ làm cho trẻ quá lại, cho cơ thể sẽ tốt lại. Thì tác dụng của nguyệt túc tâm lý á, thì nó làm tăng cường sinh lực nè, cải thiện tuần hoàn máu nè, lưu thông khí huyết ở toàn thân. Thì nói vậy thì các bạn cũng biết là nó trị các chứng bệnh như là suy nhược thần kinh nè, nó là giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, nó hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa nè, cải thiện sức khỏe của đôi chân rất là tốt. Cho nên á, mình cũng khuyên là nên thay đổi những bộ huyệt. Ví dụ như hôm nay mình chăm bộ huyệt này, ngày mai có thể mình chăm những bộ huyệt khác. Điều đặc biệt á, mình cũng xin nói thêm về cái huyệt tất dương quan.
Thì hồi nãy tôi có nói rồi, nguyệt tất dương quan là nguyệt số 33 của kinh Đổm đó. Nguyệt tất dương quan á, khi mà cái hai khớp gối chúng ta mở co duỗi không được á, thì tôi cũng khuyên là nên dùng kim hoàng phi khiêu á, chúng ta châm xuyên từ tất dương quan qua bên bên mặt trong của chân luôn, nghĩa là chúng ta châm hết kim càng tốt. Các bạn hãy thử một hai lần cho bệnh nhân mà bị dính khớp thì các bạn sẽ thấy hiệu quả cực kỳ. Ngày xưa á, khi mà được các thầy chỉ á, thì cái nguyệt đó, nguyệt tất dương quan rất là khó, tại vì cứ nghĩ là sao mà chúng ta châm xuyên cái kim dài qua tới bển ngán lắm. Nhưng mà nhờ cái thầy chỉ cặn kẽ cho nên mình tự tin mình làm. Mà khi làm rồi đó, các bạn cảm nhận được là người bệnh rất là thích. Có nghĩa là khớp gối mà ví dụ như co duỗi không được, rất là nặng nề, đi đứng co duỗi khó, thì tôi bảo đảm nếu mà chịu khó hiểu đúng về cái việc tất dương quan và tìm hiểu nó xong á, chúng ta dùng nó để điều trị thì kết quả mỹ mãn lắm nha. Nãy giờ mình đã làm xong, bây giờ mình xin giới thiệu thêm về những bài thuốc điều trị cho cái khớp gối này nhé. Chào bà con cô bác. Tiếp tục là mình cũng vẫn như một cái thói quen cũ, có nghĩa là khi đã giới thiệu xong những cái phương pháp điều trị bệnh bằng châm cứu hoặc là cây chỉ gì đó, tiếp đó là những bài thuốc. Thì sau khớp gối này thì theo cái thể bệnh này mà mình áp dụng một bài thuốc cho những người bệnh, cho cái thể bệnh này thôi, chứ không phải là bài thuốc này để mà mình chốn tất cả mọi người. Để mình giới thiệu thêm thì trong bài thuốc này á, mình 2 4 6 8 mình dùng 10 vị thuốc bắc. Thì mình giới thiệu từ vị cho các bà con cô bác xem á, là mình dùng ngưu tất, nghĩa là cây cỏ xước á. Thì cây cỏ xước này mình dùng 16 gram. Thì tác dụng cái cỏ xước này á, cỏ xước là cái ngưu tất đó, mình dùng thêm một vị thuốc nam cho nó dễ uống các bạn. Thì ngưu tất này á thì nó có tác dụng là bổ can thận nha, hoạt huyết điều kinh, trừ ứ mạnh gân cơ và kích thích tiểu tiện. Thì công dụng của vị cỏ xước này á thì nó cũng như là ngưu tất vậy thôi, nó hỗ trợ, nó bổ can thận cho nên nó hỗ trợ cái bệnh lý là đau lưng mỏi gối rất là tốt. Thì nó chuyên trị cho khớp gối, cho nên cái bài thuốc này mình giới thiệu về khớp gối thì phải có cái vị cây cỏ xước này hoặc là ngưu tất. Vị thuốc thứ hai mình xin giới thiệu đó là vị thuốc độc quạt. Cây cỏ xước này á, thì mình cho 16 gram nha. Vị thuốc thứ hai là vị thuốc độc quạt. Độc quạt chúng ta mua độc quạt, lựa độc quạt cho nó tốt một xíu. Thì trong cái bài thuốc độc quạt tăng cái sinh đó, thì vị thuốc độc quạt này á, là vị thuốc khu phong trừ thấp, nó dẫn thuốc đi xuống. Tác dụng của nó là trừ phong hàn, trừ thấp, giảm đau. Thì nó chữa là phong thấp nè, đau khớp nè, lưng gối đau nhức nè, chân tay tê cứng nè, co quắp, cảm gió, đau đầu, đau răng, rất là tốt. Đây là vị thuốc độc quạt. Vị thuốc kế tiếp mình xin giới thiệu đó là vị thuốc phòng phong. Thì phòng phong thì mình dùng 8 gram. Độc quạt hồi nãy mình nói rồi, độc quạt mình dùng 10 gram, phòng phong 8 gram. Thì phòng phong này có tác dụng là phát hàn giải biểu, khu phong tán hàn, ích thần, hành kinh lạc, trừ độc tính của phụ tử được. Có nghĩa là khi mà trúng độc của phụ tử á, thì uống phòng phong sẽ giải được nha. Thì tác dụng của nó là nó trị được phong nhiệt, phong cảm và phong hàn. Có nghĩa là những loại phong thì phòng phong sẽ trị ok. Vị thuốc thứ kế tiếp á, vị thuốc kế tiếp là xin giới thiệu vị thuốc đổ trọng. Trong cái bài thuốc bổ can thận thì phải có đổ trọng, thì bản thân đổ trọng nó cũng có tính năng là bổ can thận, mạnh gân xương. Thì bổ can thận này nó hỗ trợ, đổ trọng này nó hỗ trợ, đổ trọng này mình dùng 16 gram. Đổ trọng này nó hỗ trợ đau lưng, mỏi gối, di tinh, mộng tinh, rất là tốt.
trong bài thuốc mình dùng đổ trọng 16 gram nha. Vị thuốc kế tiếp mình xin giới thiệu đó là vị thuốc xuyên khung. Tại vì mình muốn dùng xuyên khung để nó có tính năng hoạt huyết ở cái huyệt, ở huyệt mà mình đã giới thiệu từ đầu đó là huyệt huyết khải đó. Thì cái huyệt huyết khải là tương ứng với một vị thuốc xuyên khung khi mình điều trị vô cái huyệt đó. Thì tác dụng của xuyên khung mình nói thêm là nó đuổi phong tà nè, giảm đau nè, lý khí và hoạt huyết. Thì công dụng của nó là nó chữa rất là nhiều về huyết, ví dụ như kinh nguyệt không đều nè, đầu nhức mắt qua, cảm mạo, phong hàn, sốt cao nè, rét nhiều nè, bụng ngược đầy trướng nè, bán thân bất toại, nó hỗ trợ rất là nhiều. Phải có tính năng hoạt huyết rất là tốt, ví dụ như tai biến thì nó bị tắc nghẽn mạch máu thì có xuyên khung nó hoạt huyết rất là tốt. Vị thuốc kế tiếp mình xin giới thiệu đó là vị thuốc cốt tối bổ. Thì cốt tối bổ á, mình dùng 10 gram. Bản thân của cốt tối bổ thì nó cũng bổ can thận mạnh gân xương, cho nên mình dùng vào cái trường hợp mà hỗ trợ cho cái bệnh lý của khớp gối này rất là tốt. Thì cốt tối bổ mình nói thêm á, nó thêm một cái tác dụng đó là mạnh gân cốt nè, hành huyết nè, phá ứ nè, cầm máu nè, trừ phong nè, trừ thấp và giảm đau. Nó trị là đau nhức ha, chấn thương, gãy liền xương rồi rất là tốt. Vị thuốc kế tiếp là mình xin giới thiệu đó là vị thiên niên kiện. Thiên niên kiện á, mình dùng 12 gram. Thì thiên niên kiện này cũng có tính năng là bổ can thận ha. Thì nó chữa được rất là nhiều ha. Cái thiên niên kiện này nó chữa được là đau vùng cổ gái nè, đau thắt lưng nè, tay chân tê nè. Thì đặc biệt là thiên niên kiện này nó giúp cho cái xương cốt khỏe, chắc khỏe, tốt. Vị thuốc kế tiếp mình xin giới thiệu đó là vị thuốc ngũ gia bì. Tác dụng của ngũ gia bì rất là nhiều, mình nói chung chung vô đây thôi. Thì ngũ gia bì này có cái tác dụng là nó giãn mạch nè, nó làm tăng lưu lượng máu nè, nó hạ áp nè, nó lông đờm nè, giảm ho hen nè, phù thủng nè. Tình trạng là phù thủng là không thể không có ngũ gia bì. Mình dùng vị thuốc là câu kỷ tử. Câu kỷ tử này dùng 16 gram. Tại vì ở trong cái câu kỷ này á, nó bổ âm, cái bệnh nhân này lại âm hư, thiếu máu, cho nên là mình dùng câu kỷ để bổ lên, bồi bổ lên ha. Thì câu kỷ này á, mình dùng 16 gram, dùng để bồi bổ cơ thể, bổ tinh khí, bổ âm, tác dụng là tăng cường sức khỏe ha, chân tay tê mỏi đâu mà hỗ trợ được. Thì vị thuốc sau cùng đó là mình dùng vị thuốc là đại táo. Đại táo mình dùng 4 quả. Đại táo thì nó có tính năng là bổ tỳ, dưỡng vị, sinh tân dịch, hòa giải các vị thuốc. Nghĩa là bổ tỳ, ích khí, dưỡng vị, sinh tân, hòa giải các vị thuốc. Táo thay vì một cam thảo, nó hỗ trợ cho vấn đề về tỳ hư nè, tệ hư mà sinh tiết tả đó, như là danh vệ không điều hòa thì táo nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ làm trung hòa các vị thuốc. Xin chào bà con cô bác, mình xin kết thúc clip này. Đây là mà mình giới thiệu hết về cái cách mà điều trị từ chăm cú cái chỉ cho nên tới là dùng bài thuốc, mình chỉ rất là cặn kẽ. Này là mình chia sẻ cặn kẽ những cái bệnh lý mà mình đã điều trị có kết quả khả quan. Một lần nữa xin kết thúc clip, chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Dạ sự như ý nha.